Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cuối ngày của Đạp Anh và Truyền Vĩ Phúc. Thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên là địa phương nổi tiếng với làng nghề mộc truyền thống từ lâu đời. Trong những năm qua, nghề mộc ở thị trấn Thanh Lãng đã được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên đặc biệt quan tâm, đầu tư phát triển, qua đó đem lại thu nhập ổn định cho người dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Những năm gần đây, nghề mộc Thanh Lãng đã phát triển mạnh, thu hút gần 3.000 lao động trực tiếp làm nghề, chiếm trên 50% số lao động trong độ tuổi. Đối với lao động thời vụ, làng nghề cũng giải quyết việc làm cho khoảng 6.000 lao động lúc nông nhàn. Trong thị trấn có trên 2.000 hộ trực tiếp làm nghề mộc, 62 hộ kinh doanh dịch vụ sản phẩm gỗ các loại. Đến nay trên địa bàn thị trấn có 9 công ty doanh nghiệp đăng ký kinh doanh nghề mộc có hiệu quả. Mỗi doanh nghiệp tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động. Năm 2014, mức thu nhập bình quân của người dân Thanh Lãng là 25 triệu đồng một người một năm. Năm 2014, mức thu nhập bình quân của người dân Thanh Lãng là 25 triệu đồng một người. Đối với thu nhập của lao động từ nghề mộc bình quân đạt khoảng 4,5 triệu đồng một người một tháng. Việc phát triển nghề mộc truyền thống đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Những năm gần đây, nhiều hộ chăn nuôi của xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường đã mạnh dạn đầu tư vốn để phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, đem lại hiệu quả kinh tế. Các hộ đã đẩy mạnh đầu tư chăn nuôi lợn theo quy mô hàng chục lợn nái, hàng trăm lợn thịt. Năm 2014, sản lượng chăn nuôi tuần xã đạt 41,5 tấn, trong đó chăn nuôi gia súc tăng bình quân 16,54% một năm, gia cầm tăng bình quân 7,75% một năm. trong quá trình chăn nuôi, các hộ đã mạnh dạn đưa các con giống có năng suất vào chăn nuôi. bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ của nhà nước được xã triển khai kịp thời đã giúp nhiều hộ mở rộng quy mô chuồng trại, nâng cao hiệu quả kinh tế. nhờ đầu tư chăn nuôi có hiệu quả cùng với duy trì các ngành nghề tiêu thụ công nghiệp, thu nhập của người dân xã Việt Xuân ngày càng được nâng lên. Năm 2015, xã Vân Đấu mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 28 triệu đồng, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Nhận được tin báo của chị Lê Thị Duyên sinh năm 1989 ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên về việc gia đình chị bị kẻ gian đột nhập trộm cắp một máy tính bảng Galaxy Tab 3 trị giá khoảng 3 triệu đồng. Công an thành phố Vĩnh Yên đã tiến hành điều tra truy xét và làm rõ đối tượng Lưu Văn Hồng sinh năm 1996 ở xã Hợp Châu, huyện Tâm Đảo chính là thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản trên. Đấu tranh mở rộng vụ án, đối tượng Lưu Văn Hồng khai nhận, ngoài vụ trộm cắp máy tính bảng Galaxy, Hồng đã 3 lần đột nhập vào nhà chị Duyên để trộm cắp tài sản và gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản khác tại các địa bàn huyện Tâm Đảo, Tâm Dương, Yên Lạc và thành phố Vĩnh Yên. Sau khi trộm cắp được tài sản, Hồng đem xuống thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc hoặc thành phố Hà Nội bán lấy tiền mua sắm quần áo, chơi game và tiêu xài cá nhân. Hiện công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Lưu Văn Hồng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang phần tin trong nước. Theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, năm 2014, Việt Nam đã ký kết 41 hiệp định vay ODA ưu đãi từ các nhà tài trợ với tổng trị giá hơn 4,7 tỷ đô la Mỹ. Tổng vốn vay ODA Vay ưu đãi nước ngoài của chính phủ đã giải ngân trong năm 2014 ước đạt 5,42 tỷ đô la Mỹ, tương đương 115.153 tỷ đồng. Ngoài ra chính phủ đã phát hành trái phiếu quốc tế 1 tỷ đô la Mỹ, lãi suất 4,8% để tái cơ cấu lại các khoản nợ gốc trái phiếu quốc tế phát hành năm 2005 và 2010. góp phần cơ cấu lại danh mục nợ chính phủ theo hướng giảm áp lực chi trả nợ, kéo dài thời hạn vay, giảm đỉnh nợ. Người đứng đầu ngành tài chính cho rằng để sớm khắc phục hạn chế trong quản lý và sử dụng nợ công, chính phủ sẽ quản lý chặt chẽ nợ công, nhất là các khoản vay mới, tính đúng, tính đủ nợ công theo quy định, bảo đảm trong giới hạn cho phép, tăng cường quản lý nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP và nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia hàng năm so với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa dịch vụ dưới 25%. Ngày 22 tháng 5, tại Hà Nội, Tổng cụ Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản. Biên bản ghi nhớ hợp tác trong 5 năm 2015-2020 trên một số lĩnh vực như bảo tồn các loài thủy sản quý hiếm đang bị đe dọa toàn cầu, hợp tác nghiên cứu đánh giá hiệu quả của lý mạng lưới khu bảo tồn biển Việt Nam, nghiên cứu và hoàn thiện khung pháp lý để đưa quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản Việt Nam đi vào hoạt động tạo cơ chế tài chính bền vững cho công tác bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Mục tiêu của đề án là xây dựng và đưa vào áp dụng quy trình biên soạn tổng sản phẩm địa phương GRDP trên địa bàn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương theo chuẩn mực thông lệ quốc tế và phù hợp với thực tiễn nước ta nhằm nâng cao chất lượng số liệu GRDP. Theo đề án này, sẽ đổi mới quy trình biên soạn GRDP liên quan đến nhiều nội dung, từ việc chấp hành nghiêm túc luật thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong thu thập, công bố và phổ biến thông tin thống kê của các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin thống kê và các tổ chức cá nhân sử dụng số liệu GRDP tới việc áp dụng thống nhất phương pháp chuyên môn nghiệp vụ của người làm công tác thống kê. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê trực tiếp biên soạn và công bố số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đề án cũng sẽ xây dựng và chuẩn hóa đồng bộ hệ thống thông tin thống kê phục vụ biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Việt Nam cần 30 tỷ đô la Mỹ để ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi công bố báo cáo giả soát đầu tư và chi tiêu công cho giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới (WB) và chương trình phát triển Liên hợp quốc phối hợp tổ chức tại Hà Nội. Theo vụ trưởng vụ khoa học giáo dục tài nguyên môi trường cho biết, khoảng 88% đầu tư công cho biến đổi khí hậu tập trung vào cơ sở hạ tầng, xây dựng đê kè nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Khoảng 9% là dành cho đầu tư phát triển năng lực khoa học công nghệ và chỉ có 3% cho thể chế và huy động nguồn lực. Theo kịch bản biến đổi khí hậu của Việt Nam, khi nước biển dâng thêm 1 mét vào thế kỷ tới, khoảng 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, 20% diện tích thành phố Hồ Chí Minh và 10% diện tích đồng bằng sông Hồng sẽ bị ngập lụt, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cộng đồng dân cư, nhất là khu vực ven biển. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ cung cấp 2.000 tên lửa chống tăng vác vai cho Iraq để giúp quân đội nước này chống lại lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, số vũ khí này được đưa đến Iraq vào ngay tuần tới. Ngoài ra, Mỹ cũng đang xúc tiến việc cung cấp đạn dược và các trang thiết bị khác cho Iraq để chống lại các cuộc tấn công của những chiếc xe có chứa chất nổ do các phần tử đánh bom tự sát thuộc nhóm IS điều khiển. Trong 30 ngày qua, Mỹ đã giúp vận chuyển và cung cấp các gói viện trợ của đồng minh cho quân đội Iraq, gồm 22 triệu viên đạn tiểu liên và 12.000 viên đạn súng cối, ông Warren cho biết thêm. Kể từ chuyến thăm của Thủ tướng Iraq, Haider al-Abadi tới Washington hồi tháng 4. Mỹ cũng đã chuyển giao cho Iraq 250 xe bọc thép chống mìn và chống phục kích MRAP, 2.000 tên lửa Hanfield, 10.000 bộ áo giáp và mũ và hàng triệu viên đạn các loại. Số vũ khí này sẽ được chuyển giao cho chính quyền Trung ương Iraq để phân phát cho quân đội, cũng như các tay súng thuộc lực lượng người quốc và Sunni. Trong một hội nghị quốc tế được tổ chức tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe Vừa công bố khoản tiền viện trợ 110 tỷ đô la Mỹ để phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao tại châu Á trong vòng 5 năm tới. Tổng số viện trợ trên tăng 30% so với kỳ viện trợ 5 năm trước của Tokyo dành cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Để mở rộng đầu tư, chính phủ Nhật Bản thông qua Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) sẽ thiết lập một chương trình mới để cấp tài chính cho các dự án có rủi ro mặc dù JBC lâu nay cấp vốn cho các dự án như vậy với điều kiện có bảo đảm từ các chính quyền địa phương, giới chức Nhật Bản cho biết khoảng 50% số vốn trên sẽ được cấp thông qua các cơ quan viện trợ và cho vay của Nhật Bản, số còn lại sẽ phối hợp với ADB. Nhật Bản hy vọng kế hoạch đầu tư này sẽ giúp thu hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân để góp phần đáp ứng nhu cầu về cơ sở hạ tầng ở châu Á. Ông Abe cũng cho biết Nhật Bản có kế hoạch tham gia nâng cao chất lượng đội ngũ lao động với việc cấp viện trợ để đào tạo 8.000 thanh niên trong lĩnh vực y tế ở các nước ASEAN, cũng như 5.000 người trong lĩnh vực năng lượng trên toàn châu Á trong khoảng thời gian 5 năm. Trong bài phát biểu trên truyền hình nhân kỷ niệm một năm ngày độc chính, Thủ tướng Thái Lan, Chan Ocha đã cam kết duy trì hòa bình và trật tự tại nước này để đảm bảo tương lai thịnh vượng. Ông Pradut, vị tướng nghỉ hưu hiện lãnh đạo Hội đồng Quốc gia vì hòa bình và trật tự NCPO cầm quyền ở Thái Lan, cho biết cuộc đảo chính là cần thiết để giải quyết tình trạng bế tắc chính trị và hỗn loạn tràn lan dưới thời chính quyền Thủ tướng Sinh Lắc Ông Prayut bày tỏ hy vọng tình trạng hỗn loạn này sẽ không lặp lại. Cũng theo Thủ tướng Thái Lan, chính phủ của ông đang nỗ lực giải quyết các vấn đề về chính trị và kinh tế, tổng thời đưa đất nước tiến lên phía trước với lộ trình cải cách được chính quyền quân sự công bố sau cuộc đảo chính. Một kẻ đánh bom liều chết đã thảm sát 21 người tại nhật thờ Hồi giáo của người CIA si ở miền đông ở Đập Xê Út. Một vụ nổ lớn đã xảy ra khi hơn 50 người đang cầu nguyện tại nhà thờ Iman Ali. Đây là vụ tấn công đầu tiên ở Ả Rập Xê Út mà viên quân nhà nước Hồi giáo tự xưng IS lên tiếng nhận trách nhiệm. Đây cũng là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong vài năm trở lại đây tại quốc gia Ả Rập lớn nhất ở vùng vịnh Persian, nơi căng thẳng giữa hai hệ phái Sunni, Shi'i trở nên gay gắt hơn sau khi Ả Rập Xê Út dẫn đầu liên quân Ả Rập không kích chống phiến quân Houthi theo hệ phái Shi'i ở nước láng giềng Yemen. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin cuối ngày của Đài